Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn do công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn làm chủ dự án có diện tích gần 190.000 m2. Theo đó, phương án nạo vét dùng máy đào gầu dây, xà lan vận chuyển, âu chứa tạm để xả vật chất nạo vét, bơm vật chất nạo vét ra hai khu vực bãi đổ thuộc khu đô thị mới, khu vực chợ góc do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Riverside tiếp nhận. Sau khi kết thúc hoạt động nạo vét, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phục hồi đa dạng khu vực dự án, hỗ trợ đền bù thiệt hại trong trường hợp gây sạt lở, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các công trình, hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản của người dân khi thực hiện dự án. Tuy nhiên, tại ao lắng cuối cùng có bờ bao thấp, không vững chắc nên hiệu quả lắng bùn không cao, có tình trạng bùn cuốn theo dòng chảy thoát ra bên ngoài gây bồi lắng lòng sông Hà Thanh, phía Hạ Lưu, thuộc đoạn trục tiêu thoát lũ từ đập tràn quy nhân 3 đến điểm nhập lưu với sông Trường Úc 2 với bề rộng khoảng 200 m, dài khoảng 300 m gây cản trở dòng chảy tiêu thoát lũ. Tình trạng bồi lắng dòng sông Hà Thanh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 của khu vực phía Bắc đập tràn quy nhân 3 và việc lấy nước phục hồi nuôi trồng thủy sản của một số hộ dân thuộc khu vực 4, phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn tiếc rằng đến nay cơ quan chức năng tỉnh bình định vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt đề